ngày 4 tháng 9, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8, Công an thành phố Vĩnh Yên kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên và đã phát hiện 14 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan. Theo cơ quan công an, ngôi nhà này do Nguyễn Văn Tuấn, 34 tuổi, quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đứng ra thuê. Sau đó, Tuấn lại cho các đối tượng khác thuê từng phòng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Vĩnh Yên khám xét khẩn cấp thêm một căn nhà do Tuấn thuê ở phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Tại đây, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 10 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói nhỏ ma túy.